Thì như anh vừa nói đấy, đã trong cái thời đỉnh cao danh vọng của mình, anh có rất nhiều những bóng hồng vây quanh. Đôi khi là cả những cái mối tình nó đến và đi rất nhanh nữa. Nhưng cuối cùng là anh đã chọn người phụ nữ của đời mình là người bạn đời của anh đến tận bây giờ. Có khi nào trên quãng đời hành hiệp chạy xô đó đây, anh gặp lại những người xưa, những bóng dáng như đôi mắt của người xưa? Ngộ lắm. Sinh ra làm nghệ sĩ phải lãng mạn. Thầy anh có nói, thầy Trúc Phương, thầy Thanh Sơn, Thầy đổ Lễ từng nói một câu xin ra làm nghệ sĩ phải lãng mạn hát mới hay em à Không lãng mạn hát khô lắm, không hay Nhưng mà em xin cắt lời một chút Chẳng nhẽ cứ lãng mạn là phải đồng nghĩa với đa tình hay là yêu nhiều hay sao à? rồi nói tiếp <cười> <cười> Nhưng mà cái là anh thống nhất một cái ý tưởng với mình đức, Lãng mạn nhưng đừng có đa tình nha à. Đa tình làm cho cuộc đời Vậy mình là nó quan rắc rối đây à. Lãng mạn là dễ yêu lắm và thậm chí yêu yêu vô cớ yêu vô bờ bến cây cỏ cũng yêu quan cảnh cũng yêu và người con người cũng yêu đó lãng mạn không cực kỳ lãng mạn thì dĩ nhiên là một ca sĩ trong cái thời đỉnh điểm đỉnh cao đó thì fan nữ nhiều mà và người ta đến gặp anh người ta thương yêu anh bằng một tấm lòng do họ thích cái tài năng của mình và không giấu giếm gì với mọi người gia đình anh thì vợ anh cũng biết là anh có những tình cảm trước và sau hôn nhân luôn có những tình cảm là vì người ta thương yêu mình nhưng mà những cái tình cảm đó thì không thể nào mà thay thế được cái tình cảm chính trong gia đình nhất là vợ con thế các chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện tương tự như vậy câu chuyện về những bà vợ nghệ sĩ đã cư xử khéo léo như thế nào để có thể gìn giữ được mái ấm của mình nhất là khi ông chồng của mình là những người nổi tiếng lại hào hoa phong nhã đẹp trai nữa. Nhưng anh nói là chị nhà chị cũng biết cũng biết là có những người xưa có những đôi mắt người xưa nó vây xung quanh anh lúc này hay lúc kia. Thì những lúc như vậy á, những lúc mà biết như thế á, anh cảm nhận được thái độ của chị như thế nào? Bà xã anh có tánh ngộ một cái là bà hứng thú khi tiếp xúc với lại những người bồ quá anh lắm. À. <laughs> à à ừ. ngộ không? Ừ. Nói về ớt nào mà không cay, người phụ nữ nào mà không ghen. Mà cái ghen của vợ anh ngộ lắm Vợ anh chính là bạn Của bạn ga Tức là thay vì coi đấy là kẻ thù thì, thì cách biến thành bạn của mình Không là bạn Hay là cháu có lẽ là do tin tưởng ở anh Thấy anh là kiên định rõ ràng quá Bây giờ cái vị trí độc tôn là biết là mình ngồi không ai ngồi đâu cho nên cứ thoải mái vui vẻ với mọi người xung quanh <laughs> mọi người xung quanh là những đối tượng vợ dạ, anh hiểu luôn dễ gì mà kiếm được một người vợ mà thoáng vui như thế gọi là vui đó. <laughs>